Quận ủy Liên Chiểu cũng vừa tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 33 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhân kỷ niệm 103 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2020. Trong đó trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho một đảng viên, 65 năm tuổi đảng cho một đảng viên, 60 năm tuổi đảng cho hai đảng viên, 55 năm tuổi đảng cho năm đảng viên, 50 năm tuổi đảng cho hai đảng viên, 45 năm tuổi đảng cho bốn đảng viên, 40 năm tuổi đảng cho 14 đảng viên và 30 năm tuổi đảng cho bốn đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quận ủy Liên Chiểu ghi nhận công lao của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục hiến kế để xây dựng và phát triển quận Liên Chiểu ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành đô thị lớn phía Tây Bắc của thành phố.